ấn nhầm vào game rồi, mình đang định đặt thêm đó là Aberration bên dưới nữa. Thì mình nghĩ là bản game gốc và cái bản game DLC này nó cũng không khác nhau là mấy, vì dung lượng nó cũng không quá chênh nhau đúng không nào. Nhưng mà cái bản Aberration này nó sẽ có thêm cái DLC như mình nói ấy. DLC Aberration. Như vậy chúng ta sẽ được chơi trải nghiệm thêm nhiều phần chơi hơn trong cái bản DLC này. Đây các bạn có thể thấy, ở đây nó ghi là phiên bản V2.75 sẽ tích hợp cái Aberration. Thì các bạn có thể thấy cái phiên bản đây là ha, Path 2.75 này đúng không nào? Như vậy là trong cái bản game này có cái phiên bản đó là Aberration này rồi. Thì bây giờ các bạn đơn giản thì vào việc vào và chơi thôi đúng không nào? Option thì như mình đã nói ở bên kia rồi. Chúng ta khó lòng với cái cấu hình máy tính của mình thì khó lòng mà có thể lên Epic được. Tối đa mình có thể để được lên 2 thôi. Và phần cấu hình tối thiểu của tựa game này mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ở đây mình sẽ để nó lên đó là 0% nhỉ. À, thôi để Windows cũng được. Vậy thì cancel thôi. Đây là bao nhiêu nhỉ? Rồi. Đó, các bạn chỉ cần vào hot local rồi là tạo nhân vật rồi là chơi thôi. Thế nào? Single player này. Còn cái bản game này thì mình nghĩ là không chơi được online đâu. À, đồ à? Thế như vậy là được rồi nhá. Mình nhắc lại một lần nữa, đây là phiên bản 2.75. Còn cái bản gốc mà mình giới thiệu các bạn cách đây không lâu ấy thì phiên bản của nó là 2.67 cơ. Cho nên là đây là bản mới hơn nhá. Các bạn hãy download bản này về để chơi cái bản patch đó là Aberration chứ nào. Thì bây giờ mình sẽ tắt game đi nhá. Mình chỉ muốn vào cho các bạn thấy đó là bản game này nó chạy được thôi. Ở đây mình sẽ đặt lại đó là Aberration. Thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái bản cập nhật của ARK Sullivan Evolvest Aberration. Chúc các bạn đón được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.